khóa học sờ cái bụng là một khóa học kéo dài trong vòng 21 ngày. Nội dung chính của khóa học xoay quanh việc giúp chúng ta có thể biết cách sử dụng được trí thông minh cảm xúc của mình. Chúng ta cần sử dụng trí thông minh cảm xúc của mình vào khi nào? Các cụ thường có câu, giận quá thì mất khôn. Mỗi khi gặp phải những chuyện bất như ý trong cuộc sống, thông thường chúng ta rất dễ có những lời nói khiến cho người nghe bị tổn thương, hoặc có những hành động mà khiến cho chính bản thân của mình sau này khi nghĩ lại sẽ cảm thấy rất ân hận. Vậy nên nếu như mình biết cách sử dụng trí thông minh cảm xúc của mình một cách tốt thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn, giao tiếp với mọi người xung quanh mình sẽ trở nên tốt hơn. Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về khóa học sửa cái bụng mình đã được học hồi tháng 7. Và lần đầu tiên là xin cảm ơn đến sếp Hùng Tuấn Tiến. Đây là khóa học thứ hai là mình đã được sếp gieo duyên. Thứ nhất là khóa học về khóa thiền Vipassana và khóa học sửa cái bụng này. Khóa học này thì em đã biết, đã được nghe anh Tiến nói chuyện vài lần rồi, nhưng tuy nhiên là vẫn chưa đăng ký. Và cho đến khi mà ở cái tháng 9 ấy, em quyết định đăng ký học là bởi vì em có nói chuyện với chị Hoa. Hai chị em thường tâm sự với nhau rất là nhiều. Thì chị Hoa cũng động viên em và có nhắc em rằng là Hân ơi, em thì khá là tốt tính, nhưng mà chị thấy là lắm lúc em vẫn còn hay sân lắm, vẫn còn hay hờn dỗi, vẫn còn hay nọ kia lắm. Cho nên là tốt nhất là em nên tham gia cái khóa học này đi, nó rất là tốt và rất là phù hợp với em. Và thật sự là bản thân em thì em nhìn thấy chị Hoa đấy, thấy chị của mình thì sau khi học khóa học đó hồi tháng 7 thì em thấy là chị cũng thay đổi rất là nhiều. Nên là em quyết tâm là em cũng sẽ đăng ký tham dự cái khóa học sờ cái bụng này trong vòng 21 ngày để mong chuyển hóa được bản thân của mình trở nên tốt hơn. Chị biết đến khóa học này là do em trai chị đã gieo duyên và động viên chị tham gia. Lý do để mà biết đến cái khóa học sờ cái bụng này là qua em Tiến. Bởi vì là chị cũng có những cái buổi thiền mà nghe Tiến chia sẻ về cái khóa học sờ cái bụng này này, chị cũng thấy nó có cái gì đấy hay hay, nên là chị cũng muốn thử khám phá. Cũng như trước đấy nghe mọi người kể về cái khóa học chánh kiến ấy, cũng không được học nhưng mà thấy hay là cũng tò mò lắm. Mình cũng là một cái người rất là vui vẻ, rất là thoải mái với mọi người. Nói chung là cái người cũng dễ giận mau quên. Nhưng mà đối với cả con thì mình cũng vẫn còn sân giận, nhiều khi cũng hay kiểu khoác mắng con. Trước khi mà tham gia khóa học thì chị thấy rằng là chị đang không có cái kiểm soát tốt về lời nói với cả các con của chị. Trước khi mà mình học khóa học này thì mình gặp một cái vấn đề trong cuộc sống, đó là mình rất hay suy nghĩ tiêu cực, mình hay nghĩ rằng mình khổ, mình vất vả, và đặc biệt là mình có vấn đề về cậu, trong cái điều chế cảm xúc về cậu con trai của mình. Cháu năm nay 6 tuổi, mình rất là hay cáu và hay mắng, thậm chí là đánh cháu. Cứ 1-2 ngày là mình sẽ lại đánh cháu một lần, bởi vì không thể nào mà nói để cháu nghe lời được ấy. Trước khi mà em tham gia khóa học sờ cái bụng ấy thì bản thân em khi mà mình giao tiếp, mình nói chuyện với người khác trong những cái mối quan hệ hàng ngày của mình ấy, thì thông thường em chỉ lắng nghe khi mà em nói chuyện với khách hàng hoặc là khi mà em nói chuyện với sếp, có nghĩa là anh Tiến chị Cún thôi. Bởi vì đấy, như mọi người biết đấy, nghe thì nó là bản năng của tất cả mọi người, nhưng mà để mà lắng nghe thì nó lại khác. Và đối với những cái mối quan hệ khác của mình, chẳng hạn như bố mẹ, anh chị em trong gia đình, bạn bè thân thiết hoặc là đồng nghiệp của mình ý, thì đúng là em, bản thân em nghĩ rằng là mọi người là người thân của mình rồi, cho nên là mọi người hiểu mình, nên là em thường ít khi lắng nghe mọi người. Và đôi khi em có những cái lời nói mà nó vô tình thôi, thậm chí là mình còn tưởng là tốt cho người khác, nhưng nó vẫn vô tình làm cho người ta có cảm giác là bị tổn thương. 21 ngày trải nghiệm thì chị thấy ngày nào cũng là một cái ngày mà chị thích, bởi vì chị rất là háo hức. Bởi vì mỗi một ngày sẽ có một chủ đề về cái cách dạy và về cái cách mà mình tiếp thu, nó sẽ khác, nó không giống nhau. Suốt quá trình học khóa học sửa cái bụng thì mình được chia sẻ, mình được nghe những cái chia sẻ của những hội viên trong khóa học đấy, có quá nhiều hoàn cảnh cực kỳ khổ kinh khủng luôn ý. Nếu mà mình mà ở trong cái hoàn cảnh như người ta thì không biết là mình sẽ như thế nào. Nhưng mà
sau khi mà nghe cũng như là thực hành và tham gia cái khóa học đấy xong ấy, mình mới thấy rằng là mình thực sự mình trong cuộc sống của mình vẫn còn quá là sung sướng, cũng như là mình không phải là mình khổ đâu, mà mình tự cho là mình khổ thôi, và mình đã biết cách thoát ra khỏi cái suy nghĩ đấy. Và cái người mà mình khâm phục nhất trong cái khóa học đấy đó, thứ nhất là thầy giáo ấy. Thầy cực kỳ là nhẫn nhịn, cũng như là thầy cảm thông, cũng như là hiểu rất là sâu sắc về những cái hoàn cảnh của những học viên ở trong khóa học đấy. Trong khóa học này thì chị thấy là có nhiều điều thích lắm, có nhiều điều nó rất là bổ ích với cuộc sống của chị. Mà sau khi tham gia cái khóa học này, chị áp dụng được nó khá là nhiều thực tế trong cuộc sống của chị. Ví dụ như là với con này, cũng giống như là đối với khách hàng. Trong vòng 21 ngày chuyển hóa đó thì em nhận ra là có rất nhiều người ta có cùng hoàn cảnh giống như mình, và thậm chí còn có những người ta khổ hơn rất là nhiều trong cái vấn đề giao tiếp với các mối quan hệ hàng ngày. Có nhiều người ấy, mặc dù đã lên bậc phụ huynh rồi, nhưng tuy nhiên ý, suốt cái quãng thời gian tuổi trẻ, tuổi nhỏ của họ ấy, họ không bao giờ được bố mẹ yêu thương, không được gần gũi với bố mẹ trong giao tiếp. Cho nên là đến bây giờ này, đó, không những là họ mất kết nối với phụ huynh của chính mình, mà đến khi mà họ làm phụ huynh, họ cũng bị mất kết nối với con cái của họ. Và rồi có những cái người mà người ta bị mất kết nối với bạn bè người thân, mất kết nối với đồng nghiệp. Thì trong cái khóa học này này, em thấy đồng cảm với rất là nhiều người. Và thậm chí là khi mà được lắng nghe thầy coaching cho những cái trường hợp như vậy, ngoài việc đồng cảm ra thì em còn nhìn thấy là cái bài học để mình có thể chữa lành được những cái mối quan hệ của mình. Và khi mà học ấy thì em thấy em có cái nhìn rất khác về bố của em, rất khác về anh trai của em và về những cái người xung quanh nữa. Mọi người không thể tưởng tượng được là cái khóa học này nó thần kỳ đến cái mức mà có nhiều mối quan hệ mà đã lâu rồi mình không còn nói chuyện, hoặc là thậm chí là mình mất kết nối do giận dỗi hay là do không hiểu nhau rồi nọ kia, mà em đã chữa lành được hết những cái mối quan hệ đấy. Mà thật sự là nghĩ lại bây giờ mình cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì cuộc sống của mình ý, mình không cảm thấy là tôi phải ghét người này hay tôi phải giận người kia cái gì cả. Nói chung là cuộc sống của em khi mà tham gia khóa học sửa cái bụng này xong, em cảm thấy nó thực sự là hạnh phúc với mọi người ạ. Sau khi mà kết thúc cái buổi học của cái ngày hôm đó thì chị có áp dụng luôn. Có điều thì thời gian đầu tiên thì chị chưa được thuần nhuyễn lắm, bởi vì là mình có trải qua rồi, mình bị va vấp vào rồi, thì lúc mình chợt nhớ ra là mình không có áp dụng. Nhưng mà cái gặt hái được nhiều nhất là khoảng qua 10 buổi, 12 buổi đầu tiên thì chị có trong tiềm thức của mình ấy, của chị ấy, thì lúc nào cũng mình phải ngưng, mình muốn làm cái gì đó thì mình phải ngưng đầu tiên đã. Sau khi khóa học đấy thì mình cũng thấy rằng là mình đã không còn đánh con mình nữa. Mình đã hạn chế gần như là, nói chung là phải đến 9, mình cảm thấy là mình phải đến 90-95% là mình đã hạn chế trong cái việc điều tiết cảm xúc với con mình. Mình đã gắn kết được con mình hơn, cháu vẫn rất là tình cảm với mẹ, và mình thấy rằng là tất cả những cái hành động của con mình ấy đều là xuất phát từ mình. Nếu mà mình nói nhỏ nhẹ với con mình ngay từ đầu ấy thì con sẽ không có cái phản ứng như thế. Mà trước đó thì mình rất là hay quát cháu và bắt cháu phải làm như này, làm như thế kia, và khi mà ép cháu thì cháu đã sẽ không nhận được cái sự đồng tình của cháu, mà thậm chí là cháu phản ứng lại luôn ấy. Thì chính vì thế là mình càng gây ra cái những cái cảm xúc nó bất ổn giữa hai mẹ con. Kể cả trong cuộc sống vợ chồng hôn nhân cũng thế, mình cũng đã đúc kết ra được nhiều thứ. Cái tư duy của em trước khi mà em tham gia khóa học sửa cái bụng này thì em luôn luôn nghĩ rằng là ở cuộc sống này ý, có người yêu quý mình thì cũng sẽ có người không thích mình, thì nó cũng là cái chuyện rất là bình thường. Nếu như mà không thích thì thôi, mình cũng không cần thì mình phải chơi với cả người ta cả. Thực ra là cái suy nghĩ đấy của em thì em nghĩ là sẽ có rất nhiều người cũng có cùng một cái suy nghĩ như vậy. Đặc biệt là những cái bạn nào mà cá tính mạnh mẽ một chút, chẳng hạn như là em, như là chị Cún, như là Linh Sách, vân 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 vân. Những cái người nào mà cá tính mạnh ý, thường là người ta cũng hay có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng cho đến khi mà em tham gia học cái khóa học sửa cái bụng này xong này thì em cảm thấy như là mình được thức tỉnh ý, và em đã không còn có cái suy nghĩ như vậy nữa. Em nghĩ rằng là tại sao mình chỉ dừng lại ở cái mức độ là tôi chỉ giao tiếp với những cái người mà yêu quý tôi, mà tại sao không phải là với tất cả mọi người nhỉ? Tại sao mình không yêu quý tất cả mọi người, mình không vui vẻ với tất cả mọi người? Thì nếu như vậy cuộc sống của mình có phải là sẽ hạnh phúc hơn không? Cái mà thay đổi để mà chị thấy rõ nhất đó là cái sự thay đổi giữa chị với cả con chị. Tức là chị biết lắng nghe con nhiều hơn, dùng nhiều lời ái ngữ với con hơn. Đấy, rồi là cũng không kiểu là
giận hay là cáu với con mỗi khi mà con căng thẳng. Cuối cùng em cũng đã hiểu tại sao anh Tiến anh ấy lại muốn nhiều người biết đến cái khóa học này thế, muốn nhiều người hãy đăng ký cái khóa học này thế. Bởi vì bản thân em cũng vậy thôi, khi mà em học xong em cũng rất muốn bố em, anh trai của em có thể biết đến và tham gia cái khóa học này này, cũng muốn những bạn của em chẳng hạn như Băng Trần này và những cái người đồng nghiệp của em chẳng hạn như là em Dương hay là Mai và tất cả đội ngũ nhân viên DK của mình là hãy tham gia khóa học này đi, bởi vì đây là một cái khóa học rất là tuyệt vời. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều những cái khóa học về phát triển bản thân, nhưng tuy nhiên là nó đều là để làm giàu thôi. Và để mà có được một cái khóa học để phát triển bản thân, sống quay về bên trong như thế này, nó rất là hiếm. Và đúng là anh Tiến anh học anh phải thấy rất là tâm đắc thì anh ấy mới muốn giới thiệu đến cho mọi người. Đấy, cho nên là nếu như mà chúng ta có cơ hội để tham gia cái khóa học này thì thật sự là em rất là mong muốn là mọi người chúng ta hãy cùng nhau học, để chúng ta sẽ tạo ra một cái môi trường nó còn tuyệt vời hơn cả môi trường hiện tại nữa. Hiện tại là DK đang rất là tình cảm, rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà em tin rằng là nếu như mà tất cả chúng ta đều biết đến khóa học này và đều tham gia khóa học này thì nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa hơn rất là nhiều. Lúc đầu khi mà mọi người chia sẻ về thời gian học của cái khóa học này thì chị cũng có rất là nhiều nỗi lo, lo được lo mất, ví dụ như là dậy sớm như vậy thì liệu có dậy được hay không, hoặc là mình con cái rồi thì mình còn có rất nhiều cái mà phải lo vào buổi sáng, ví dụ như là cho con ăn uống hoặc đi học. Tuy nhiên chị cũng cố để mình join, tức là thực ra thì lúc đầu với một tâm thế là mình sẽ cố thử join vào, vì đằng nào mình cũng đăng ký rồi thì mình cố mình thử join vào xem là mình học mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì đến buổi thứ hai, buổi thứ ba thì chị thấy rằng chị đã làm đúng, chị đã đăng ký cái khóa học này là đúng. Rất là cảm ơn đến sếp Phùng Tuấn Tiến đã gieo duyên cho mình được học khóa học này. Và cũng muốn chia sẻ với mọi người là nếu ai có cơ hội được đến với cái khóa học này thì nên nắm bắt, bởi vì thực sự phải học thì mới cảm nhận được và mới có thể biết được những cái vấn đề mà mình gặp ấy trong cuộc sống, hoặc vấn đề trong cuộc sống của mình đang gặp khúc mắc ở đâu, và mình học thì mình mới có thể biết được rằng là mình sẽ phải làm cách nào để có thể khắc phục cũng như là vượt qua. Nên là mình rất là mong mọi người có thể tham gia được những khóa học này, và chắc chắn là cái khóa học sắp tới tháng 11 này là mình sẽ tham gia rồi. Cái tốt nhất hiện tại là bây giờ là chị đã ngưng được. Cái đầu tiên là mình ngưng xong mình mới ngẫm xem nên là mình nên làm như thế nào. Có thể là chưa được hoàn hảo lắm, nhưng mà chị thấy rằng là cái trong tiềm thức của chị thì lúc nào cũng mình phải ngưng, tức là lúc mà mình có một cái như kiểu câu khẩu hiệu ấy, là mình muốn chuẩn bị mình làm cái gì là mình sẽ có một cái tiềm thức ở trong đầu là kiểu như một cái chuông cảnh báo là mình phải ngừng lại một chút đã, sau đó thì mình phản ứng tiếp. Thì chị thấy rằng là cái khóa học này nó thực sự ra nó rất là hay. Đây là một cái khóa học mà đối với cá nhân của chị cảm thấy rất tuyệt vời. Chị muốn cảm ơn đến cái người đã gieo duyên cho chị biết đến cái khóa học này và biết đến nhiều cái khóa học hay nữa, đó là em Tiến. Và chị mong là tất cả mọi người, mọi nhân sự ở DK rồi những cái người thân bạn bè của chị, nếu như có ai đó biết đến cái khóa học này thì mọi người nên tham gia để cuộc sống của mọi người sẽ trở nên hạnh phúc hơn. Cuối cùng ý, thì qua đây em cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới toàn bộ anh chị em đội ngũ nhân viên DK, vì những cái lúc mà em nóng giận quá, đã có những cái lời nói chưa được chuẩn mực này, vì những cái lần mà em quá cầu toàn, em mong muốn rằng ai cũng phải như thế này như thế kia theo ý của mình, nhưng rồi cuối cùng là không được như ý thì mình cũng lại có những cái lời nói nó không được hay. Và thậm chí là kể cả xin lỗi vì những cái lúc mà em đã vui quá, mình có những cái câu nói đùa khiến cho mọi người cảm thấy bị tự ái, hoặc thậm chí là cũng bị tổn thương vì những cái câu nói đùa của mình. Thì nhân cái clip này thì em cũng muốn chia sẻ, muốn gửi cái lời xin lỗi chân thành nhất tới tất cả anh chị em đội ngũ nhân viên DK. Và cũng có một lời nhắn nhủ thêm khi mà tham gia cái khóa học sửa cái bụng này này, là sau 21 ngày đó ấy, thì bản thân chúng ta cũng không thể nào mà trở thành thần thánh để mà không còn những cái cảm xúc tiêu cực nữa. Bởi vì trong cuộc sống ấy còn rất là dài và vẫn sẽ còn rất nhiều lần chúng ta sẽ gặp phải những cái chuyện không như ý. Nhưng tuy nhiên là với 21 ngày đó, chúng ta sẽ có đủ hành trang để biết cách xử lý những cái cảm xúc tiêu cực đó biến đi nhanh hơn và đem lại chất lượng cuộc sống hạnh phúc hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái clip này của em, và mong rằng sẽ được gặp tất cả mọi người trong cái khóa học sửa cái bụng tháng 11 để chúng ta cùng nhau chuyển hóa. Và hẹn gặp lại mọi người trong khóa học sửa cái bụng tháng 11 nhé. Xin chào mọi người.
Cảm nhận của mình khi nhận được lời nhắn tin xin lỗi từ Hân thì mình biết rằng cái lời xin lỗi để nhiều lúc khi mà mình làm sai thì nó để xin lỗi người khác thì mình biết là rằng nhiều lúc nó rất là khó. Nhưng khi mà Hân nhắn tin cho mình thì mình cảm thấy là Hân đang cảm thấy rất là trân trọng cái mối quan hệ này. Và cái thứ hai là mình cảm thấy rất là vui. Và cái thứ ba mình cảm thấy là nó làm như là một cái bạn ấy muốn thay đổi và thừa nhận cái khuyết điểm đấy, và bạn ấy muốn thay đổi cái khuyết điểm đấy theo một cách tích cực hơn, hoặc là bạn sẽ không để mình có thể mắc phải cái sai lầm đấy và hoàn thiện mình hơn. Chào mọi người, tôi là phụ huynh của em Hân. Đấy, là phụ huynh thì ai cũng rất mong muốn là được nhìn thấy con của mình luôn trưởng thành, và tôi rất là vui khi trong đợt thời gian dịch Covid ở nhà thì em Hân đã tham gia một khóa học. Thế và em có rất là nhiều thay đổi trong ứng xử với gia đình. Thế và tôi lại càng vui hơn vì biết tin là trong thời gian tới thì Hân và đã động viên được anh trai của Hân là cùng tham gia cái khóa học này. Khi mà đọc cái bài tập thực hành của Hân thì bản thân em thấy rất là bất ngờ và xúc động, bởi vì là khi mà Hân làm cái bài tập thực hành đó thì Hân đã dành thời gian, dành tình cảm cho mình, làm cho bản thân em cảm thấy là rất được trân trọng ấy. Thì thực ra là cả hai đứa cũng đã chơi thân với nhau rất là lâu rồi, nhưng sau khi mà đọc những cái lời nói rất là chân thành như thế thì em cảm thấy là không ngờ là bạn mình rất là yêu thương và yêu quý mình đến mức độ đấy. Nên là em cảm thấy thực sự rất là vui và hạnh phúc ạ. Và qua đây mình cũng muốn chúc Hân là mong Hân sẽ luôn luôn giữ được cái năng lượng tích cực vui vẻ này để lan tỏa đến mọi người. Và thứ hai là chúc Hân càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình một cách tốt hơn nữa. Khi mà nghe Hân chia sẻ là Hân có tham gia khóa học sờ cái bụng thì bản thân em thấy rất là mừng cho bạn, bởi vì sau cái lớp học chính kiến đầu tiên thì Hân ít nhiều đã có sự thay đổi, và đặc biệt là sau khóa học này thì cảm giác là Hân nhìn mọi việc có chiều sâu hơn và đa chiều hơn. Vì bản thân Hân thì trước đó cũng là một người khá là đanh đá và cũng tình cảm nhưng mà lại ít thể hiện. Thế thì tuy nhiên là sau khóa đó thì em cảm thấy là Hân đã thay đổi rất nhiều từ chính những cái mối quan hệ của Hân, thay đổi khá là tích cực. Tôi cũng rất là cảm ơn anh Tiến là người mà đã hướng dẫn cho em Hân tham gia cái khóa học này. Và tôi cũng chúc cho đội ngũ của DK là càng ngày càng mạnh khỏe và biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong tất cả mọi công việc cũng như trong cuộc sống.